xin chào các bạn. Tuần vừa rồi tớ vừa nhận được cờ nhất. Tớ có bài thơ như sau: nhận cờ nhất, sàng thứ hai em được nhận cờ nhất, em rất vui. Nhưng em thắc mắc là tại sao, vì sao lớp em nghịch như này? Em hỏi cô, rồi cô đáp lại là vì sao hàng ngày nhắn. Em thắc mắc tại sao như thế, em thấy nghịch. Trời ơi, em thấy như này. Nói chuyện xé vở, cô còn bảo học cơ mà. Nguyễn Phương Anh, lớp 22, trường tiểu học 2, thị trấn Hữu Lũng. Bye bye, và hẹn gặp lại lần sau.